Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, đứng trước bối cảnh thế giới đang bùng nổ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hay còn gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng với những thành tựu vượt bậc như tự động hóa, kết nối vạn vật bằng Internet sẽ giúp cho các ngành công nghiệp bước sang một trang mới. Riêng ngành dệt may Việt Nam, ngoài việc hưởng lợi từ các thành tựu vừa nêu trên, thì những chuẩn bị nội tại các doanh nghiệp còn nhiều thiếu thốn, nên việc áp dụng những thành tựu vừa nêu là khá khó khăn cho các doanh nghiệp. Theo các chuyên gia đầu ngành, nếu không bắt kịp với tốc độ của cuộc cách mạng này, dệt may Việt Nam sẽ rơi vào khó khăn, thậm chí là khủng hoảng do tụt hậu. Những khó khăn ấy cụ thể ra sao, hướng đi nào cho ngành để bắt kịp nhịp cuộc cách mạng này, tất cả sẽ được chúng tôi lý giải trong 15 phút của chuyên đề ngày hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng theo dõi nhịp độ phát triển của ngành dệt may trong cuộc cách mạng 4.0 ngay sau đây. Trong buổi khai mạc triển lãm ngành in ấn và các thiết bị sản xuất ngành dệt may mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và hiệp hội chuyên ngành may mặc tỏ ra lo ngại với làn sóng công nghệ 4.0 đang lan rộng trên toàn cầu và sẽ tác động mạnh mẽ đến các ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành dệt may. Ở Việt Nam mình, cái nền tảng công nghệ tự động hóa, cái công nghiệp 4.0 thì hiện tại là chúng ta đang bắt đầu tiếp cận về những cái ý niệm, những cái khái niệm chúng ta chưa thật sự là ứng dụng một cách gọi là triệt để. Thì ở Việt Nam này chúng ta thấy có thể là đó là một cái xu hướng mới mà các doanh nghiệp ở Việt Nam, các nhà máy chúng ta cần phải nắm bắt kịp thời. Cái tương lai với lại cái xu hướng ngành in thế giới bây giờ mọi việc nó đang chuyển dần sang kỹ thuật số, công nghệ kỹ thuật số hiện tại bây giờ ngày càng phát triển rất là nhanh. Do đó ngay cả cái kỹ thuật in lưới cũ, cái cổ điển của mình, họ cũng đang dần dần chuyển sang về kỹ thuật số, áp dụng song song giữa in lụa và kỹ thuật số. Theo lý giải từ các chuyên gia đầu ngành, cuộc cách mạng 4.0 đang dần khiến lợi thế về nhân công giá rẻ của ngành dệt may Việt Nam mất dần. Bởi ứng dụng thành công việc tự động hóa các công đoạn dây chuyền trong các nhà máy sản xuất, doanh nghiệp dệt may sẽ tiết kiệm được đến hơn 40% chi phí lao động và nâng cao năng suất lên đến gấp 4-5 lần so với lao động thủ công. Cho nên nếu dệt may Việt Nam không thay đổi và bắt kịp nhịp đi của các nước này sẽ rất khó cạnh tranh trong khâu xuất khẩu. Lúc bây giờ, nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào lực lượng lao động dồi dào và rẻ như hiện nay để sử dụng như là một cái yếu tố cạnh tranh chính, thì chúng ta sẽ thất bại. Vì vậy, tôi cho rằng những đơn hàng sắp tới họ sẽ chuyển sang những cái nước kia và cái đơn hàng về Việt Nam sẽ vơi đi là cái nhất. Cái thứ hai là một số các những cái công ty họ đầu tư ngành dệt, ngành vải vào Việt Nam họ cũng đã dừng lại và họ đang xem xét. Thậm chí những nhà đầu tư họ sẽ giảm, không đầu tư nữa. Theo lý giải của các chuyên gia, từ trước đến nay ngành dệt may Việt Nam dựa vào lợi thế nhân công giá rẻ cùng lượng lao động dồi dào nên phát triển nội địa và thu hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ. Nhưng với những hệ thống tự động hóa như in 3D, robot tự động, dự báo với việc chuyển giao công nghệ từ lao động chân tay sang dây chuyền thiết bị bằng máy móc hiện đại sẽ thay thế 85% lượng lao động dệt may. Đặc biệt là lao động trình độ thấp thì lợi thế của ngành dệt may Việt Nam lâu nay gần như biến mất. Trong khi đó, việc ứng dụng tự động hóa và liên kết các doanh nghiệp trong nước với nhau chưa tốt, khoảng cách trong ứng dụng Big Data, mạng lưới Internet của vạn vật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ thống sản xuất dệt may còn rất thấp so với yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0. Đúng với tương lai ngành in có một số chắc chắn là không thể nào là in kỹ thuật số được, vẫn áp dụng cái thuật in lụa, nhưng là mình nên tiến về phía trước, có một thêm tham khảo thêm một số kỹ thuật in kỹ thuật số mới để mà làm thêm cái tôn vinh thêm cái sản phẩm của mình cho cái giá trị nó đẹp hơn thì cái giá thành của mình sẽ tăng hơn. Nắm được lợi thế này, các quốc gia sản xuất hàng may mặc lớn như Ý, Đức, Trung Quốc v.v. đều đã ứng dụng hệ thống tự động hóa với mức đầu tư từ 30 đến 35 triệu đô la Mỹ hàng năm cho máy móc và cắt giảm được gần 80% chi phí trả lao động. Trước thực tế này, đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng tỏ ra trăn trở vì cạnh tranh gay gắt với các quốc gia cùng xuất khẩu dệt may đã và đang áp dụng 4.0 thành công. Theo lý giải của người trong ngành, các nước công nghiệp phát triển kỳ vọng có cơ hội đưa sản xuất dệt may về lại nước mình để giảm chi phí vận chuyển và áp lực tăng giá gia công. Nhất là các nước là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ, EU, Nhật, Hàn Quốc. Các nước này có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển và chiếm tới gần 90% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam. Do đó, với 4.0, cạnh tranh của Việt Nam từ năm 2020 trở đi được dự báo không chỉ cạnh tranh với Trung Quốc, Bangladesh, Malaysia, Ấn Độ hay Mexico, mà là với những công ty tự động hóa của Mỹ, Nhật. Chúng ta cạnh tranh rất là khốc liệt với các nhà sản xuất khác, chẳng hạn như Trung Quốc, Bangladesh, Indonesia, Ấn Độ, Pakistan.
thì chúng ta phải cạnh tranh với họ. Để làm thế nào để chúng ta có một cái giá cả nó hợp lý. Hiện một số đơn hàng có xu hướng chuyển từ Việt Nam sang các nước Trung Quốc và Đông Nam Á như Campuchia, Thái Lan v.v. Các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp dệt may cần quan tâm hơn việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Bởi nếu không kịp thời đầu tư để ứng dụng những thành tựu của 4.0 đón đầu xu hướng chung và cạnh tranh với các quốc gia trong và ngoài khu vực sẽ khiến tương lai dệt may gặp không ít khó khăn. Việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất của dệt may Việt Nam là một điều được cho là cấp thiết hiện nay. Điều này cũng đồng nghĩa ngành hàng sẽ đứng trước yêu cầu đầu tư về đào tạo nguồn lực chất lượng cao, yêu cầu chuẩn bị nguồn lực về vốn, thị trường để ứng dụng từng phần cách mạng công nghiệp 4.0 trong quá trình đầu tư sản xuất mới. Tuy nhiên, việc ứng dụng này được đánh giá là không dễ thực hiện. Cụ thể, những thách thức này là gì? Đâu là nguyên nhân khiến việc ứng dụng này lại trở nên khó khăn như vậy? Để trả lời cho những câu hỏi này, mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Nhận diện được vai trò cấp thiết của công nghệ 4.0 trong hoạt động sản xuất, hiện lượng lao động trình độ thấp trong các khâu sản xuất sơ sợi của công ty này đã được thay thế dần bằng nhiều loại máy móc tự động. Tuy nhiên, theo chia sẻ của đại diện doanh nghiệp, việc chuyển đổi này không dễ dàng khi các thao tác vận hành, sử dụng thiết bị đang là khó khăn lớn của lực lượng lao động hiện nay. Hiện tại thì Việt Nam mình gần như là đang bắt đầu khởi động, thì mới chuyển dịch dần qua những cái giá trị gia tăng nhiều hơn, đó là về từ khâu mà thiết kế đến khâu mà đồng bộ nguyên phụ liệu. Thì chốt lại là các doanh nghiệp Việt Nam đang khởi động đi sau và khá là chậm, cho nên gặp khá là nhiều khó khăn, cho nên bản thân nội tại của doanh nghiệp phải cố gắng rất là nhiều. Thực tế, việc lao động khó tiếp cận công nghệ là trăn trở lớn của rất nhiều doanh nghiệp ngành dệt may. Theo các chuyên gia, đây là một thách thức không nhỏ để nâng cao năng lực tiếp thu, làm chủ và ứng dụng hiệu quả các công nghệ mới trong điều kiện xuất phát điểm phát triển của Việt Nam còn thấp so với nhiều nước. Hiện nay thì ngành công nghiệp dệt may Việt Nam thì đang đứng ở cái ngưỡng của cái 3.0, đó là vấn đề con người, thiết bị và một phần của khoa học, phần mềm quản trị, quản lý, phần mềm thiết kế. Thì bây giờ chúng tôi đang tập trung cho cái xây dựng một cái chiến lược để các doanh nghiệp tạo ra một cái động lực trong cái chiến lược bắt kịp với cái thời điểm mà nền khoa học công nghệ 4.0 đang diễn ra rất là nhanh. Đáng nói là vấn đề khó tiếp cận công nghệ vẫn là một vấn đề có thể cải thiện được, còn vấn đề kinh phí, vốn đầu tư cho việc chuyển giao lại là một bài toán khó mà không phải doanh nghiệp nào cũng đủ khả năng giải đáp, bởi trong khoảng 6.000 doanh nghiệp đang hoạt động, thì phần lớn các doanh nghiệp đều có quy mô nhỏ và vừa, năng lực tài chính nhiều hạn chế. Do đó, nhiều ý kiến tỏ ra quan ngại khi cho rằng năng lực sản xuất của nhiều doanh nghiệp nội địa sẽ càng ngày càng bị thu hẹp hoặc phải đóng cửa bởi các sản phẩm công nghệ cao đòi hỏi sự đổi mới liên tục. Nhưng đây lại là điều mà doanh nghiệp trong nước thường bị hụt hơi. Một cái thách thức nữa là trong cái nền khoa công nghệ 4.0 đó là vấn đề cái khả năng tài chính cho đầu tư vào đây. Đầu tư về phần mềm, đầu tư về hệ thống quản trị, đầu tư về công nghệ và thiết bị kết nối được các cái chuẩn mực trong phần mềm khoa học công nghệ. Thì đấy là vấn đề tôi cho rằng là mà cần phải có một cái giải pháp từ mỗi doanh nghiệp. Thế thì cái này nó liên quan đến việc làm thế nào để giảm thiểu cái chi phí, cái tác động bất lợi vào công ăn việc làm đối với người lao động, đối với việc đào tạo nâng cao cái trình độ tay nghề thích ứng với cái đòi hỏi mới và cả cái cách thức quản trị. Thì đấy là ba cái thách thức lớn nhất. Một thực tế khác là trong 57% người quan tâm đến cuộc cách mạng 4.0 hiện nay thì chỉ mới 7% là đang triển khai ứng dụng. Con số này chứng tỏ rằng mức độ quan tâm công nghệ 4.0 thực sự chưa phải là một làn sóng thu hút mạnh mẽ doanh nghiệp. Đây là một cản trở rất lớn khiến cho việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất có thể chỉ dừng lại ở mức phong trào và thiếu hiệu quả. 4.0 nó tạo nên một cái áp lực, đó chính là về dữ liệu, thông tin có ở khắp nơi và chúng ta làm sao để chúng ta có thể sở hữu, để chúng ta có thể xử lý thông tin một cách rất là nhanh chóng. Như vậy, có thể thấy rằng nhận thức đúng tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 là một vấn đề. Việc ứng dụng nó vào sản xuất lại là một vấn đề khác còn nhiều trăn trở của doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Theo đó, các chuyên gia cho rằng ngành hàng này sẽ phải có những bước đi cụ thể, nhất là những giải pháp cho doanh nghiệp tiếp cận và thay đổi theo đúng xu hướng thì mới có thể hy vọng đón làn sóng chuyển dịch 4.0 này.
Thưa quý vị, với những phân tích ở các phóng sự trên cho thấy tốc độ phát triển của cách mạng 4.0 là cực kỳ nhanh và việc áp dụng những thành tựu của nó vào trong sản xuất dệt may Việt Nam là vô cùng cần thiết nhưng lại gặp không ít khó khăn. Chính vì là quy luật tất yếu nên dù khó khăn đến mấy, các chuyên gia đầu ngành cũng cho rằng dệt may nói riêng và các ngành công nghiệp nói chung phải có chiến lược cả trước mắt lẫn lâu dài để đón đầu và bắt kịp nhịp 4.0. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ các doanh nghiệp, chuyên gia đầu ngành về hướng đi cho ngành dệt may Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 ngay sau đây. Đồng rẻ sẽ không còn là một yếu tố cạnh tranh chính như hiện nay. Thế bây giờ ngành dệt may, các nhà sản xuất dệt may phải có một cái tầm nhìn 10 năm nữa. Chúng ta đi vào con đường này để chúng ta đối phó vấn đề này như thế nào? Thì tôi cho rằng cái vấn đề phát triển bền vững, những cái yêu cầu phát triển bền vững, những cái quan điểm về chiến lược đại dương xanh, và những cái vấn đề để chúng ta giảm cái thủ tục, giảm cái chi phí không cần thiết về thủ tục hành chính, như là chúng ta cố gắng chúng ta sẽ phát hành cái chứng chỉ xuất xứ từ doanh nghiệp chứ không phải là chúng ta chạy lòng vòng chúng ta xin, đều là những vấn đề mà doanh nghiệp phải quan tâm. Tôi cho rằng là nền khoa học và công nghệ 4.0 nó đang diễn ra rất là nhanh, thì bây giờ là ngành dệt may Việt Nam nó đang đứng ở trước ba vấn đề. Vấn đề lớn là vấn đề thứ nhất là vấn đề cái tầm nhìn của từng doanh nghiệp một trong vấn đề nhận thức và có giải pháp cho cái vấn đề đưa cái khoa học công nghệ 4.0 vào doanh nghiệp. Nhưng mà cái thách thức thứ hai ở đây là vấn đề cái việc đào tạo nguồn lực của chúng ta đủ khả năng để tiếp nhận và khả năng tư duy sáng tạo, khả năng thiết kế cái phần mềm và kết nối phần mềm và quản trị được cái phần mềm xuyên suốt từ khâu đầu vào cho đến khâu cuối cùng sản phẩm bán ra thị trường trong nước hay là thị trường thế giới. Đó là vấn đề thứ hai, là vấn đề cái nguồn lực này phải được đào tạo, phải có một tư duy và khả năng sáng tạo về phần mềm quản lý, phần mềm vi tính, các cái loại thì khoa học công nghệ thì cần phải có một cái tư duy con người ở đây. Mà cái này cần lại phải có một cái chiến lược của từng cái người đứng đầu doanh nghiệp xây dựng cho cái chiến lược của mình, cho cái chiến lược dài hạn của mình ở đây. Nó còn rất là nhiều khâu. Cái thứ nhất là gắn với đầu tư, tức là anh phải có thượng nguồn, hạ nguồn, công nghiệp phụ trợ, rồi thì tăng cường những cái khả năng về dịch vụ kết nối, qua đó anh tạo giá trị gia tăng cao hơn. Cái thứ hai là trong chuỗi giá trị anh phải biết học hỏi. Mà học hỏi đây ấy, là để anh vươn lên những cái nhánh nó cao hơn, ví dụ cao hơn bên phân phối, bên marketing, có thể là bên thiết kế, bên thương hiệu. Đối với thị trường Việt Nam thì những định hướng tương lai thì Bosch Retro tiếp tục hoặc mang những cái giải pháp mới, những sản phẩm mới giới thiệu cho thị trường. Ngoài ra thì một trong những cái định hướng của Bosch là vấn đề về đào tạo và training, thì cái đó cũng là một cái mà Bosch Retro nhằm có thể hỗ trợ tại thị trường Việt Nam, là bên Bosch Retro có những cái hệ thống thiết bị đào tạo training phục vụ cho tự động hóa và định hướng là nền công nghiệp 4.0, thì cái đó là những cái nền tảng mà Bosch Retro có thể là hỗ trợ thị trường, hỗ trợ cho cái thị trường ở tại Việt Nam. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.